Xin chào kính chào khán giả của VTV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin trong ngày hôm nay là ngày thứ hai 14 tháng 10 năm 2004 Thưa quý vị, cuộc chiến ngoại giao giữa Canada và Ấn Độ ngày càng căng thẳng sau khi có cái vụ mà một à, vụ giết người hồi tháng 6 năm trong thời gian qua hai bên chém gió qua lại dữ dội nhưng mà ngày hôm nay thì đỉnh điểm là Canada cho biết họ đã trục xuất đại sứ của Ấn Độ và năm nhà ngoại giao khác ra khỏi nước này. Lý do bên phía thủ tướng Trước à, Trích tin Judo Canada cho biết là cảnh sát đã có những bằng chứng xác thực Cho thấy những người này liên hệ tới một vụ giết người Đó là nhà hoạt động à, Người sớt Người 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 xích ở tại Ấn Độ Đó là ông Hadip Singh Nija Ông này bị giết hồi năm ngoái sau khi bên Canada tố về Ấn Độ, bên Ấn Độ đã phản đối đủ thứ. Bây giờ Canada nói là chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng rất là rõ ràng và ông trudeau nói rằng là canada sẽ không bao giờ chấp nhận và tha thứ cho cái chuyện mà chính phủ nước ngoài liên hệ với các vụ đe dọa và giết công dân canada ngay trên đất canada đó là theo lời ông trudeau nói như thế và ông cũng tố cáo là ấn độ đã sai lầm khi mà dính dáng vào những vụ này bên phía ấn độ thì phản đối chuyện này nói rằng cái tố cáo này là tào lao và để trả lúa bên phía ấn độ cũng trục xuất luôn cái người mà quyền đại sứ của canada tại ấn độ và năm nhà ngoại giao khác của canada tại ấn độ Đó. thì chúng ta biết là năm ngoái ông trudeau đã coi như tố cáo về ấn độ chuyện này đến độ mà bên ấn độ yêu cầu là đòi còn định cắt đứt cả quan hệ ngoại giao với canada chúng ta biết canada và ấn độ là hai nước trong số mà g 20 các nước có nền kinh tế lớn của thế giới về phía bên canada thì bà Melanie joy tức là bộ trưởng ngoại giao của canada cũng cho biết là cảnh sát canada đã có bằng chứng đầy đủ không? và xác định sáu nhân viên này là những người liên quan đến cái chết của ông linh gia bà nói rằng ấn độ đã được yêu cầu à, là yêu cầu là coi như hợp tác nhưng mà ấn độ đã không hợp tác trong cuộc điều tra này và bà nói rằng chính phủ ấn độ là ủng hộ cái chuyện à, điều tra này nhưng ở trong phía Ấn Độ mà thôi, không có hợp tác với bên phía Canada. Đó ừ. là cái chuyện mà coi như sóng gió ngoại giao giữa Ấn Độ và Canada. Liên quan tới Việt Nam thì thưa quý vị biết là sau cái chuyến thăm của ông uh, Tô Lâm, tổng bí thư chủ tịch nước Việt Nam sang Trung Quốc vào tháng 8 và đã ký một số cái hợp đồng xuất cảng nông sản thì ngày hôm nay bắt đầu dừa tươi Việt Nam xuất cảng sang Trung Quốc với số lượng lớn. Theo báo VN Express cho biết, dẫn lời ông Cao Bá Đăng Khoa, Tổng thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam, thì các doanh nghiệp lớn chuyên xuất cảng trái cây, cây trong nước đã ký được hợp đồng từ vài chục, thậm chí đến 1.500 container dừa tươi sang Trung Quốc. Đây là chỉ dấu tích cực cho tương lai ngành dừa Việt Nam tại thị trường tỷ dân này, theo lời ông Khoa nói như thế. Trong cái đó, thì ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Vina NTNT Group cho biết trái dừa tươi Việt Nam có khả năng cạnh tranh với hàng từ Thái Lan. Nhờ vị ngọt thanh mát của giống dừa xiêm, Vốn được ưa chuộng tại nhiều thị trường như Liên Âu, Mỹ, Canada và Nam Hàn Ông Nguyễn Văn Thứ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị GC Food cho rằng Trung Quốc là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm chế biến từ dừa Ngoài dừa tươi, Trung Quốc còn ưa chuộng các sản phẩm chế biến như nước dừa, cốt dừa, sữa dừa, dừa sấy và thạch dừa Do vậy, ông Thứ kỳ vọng doanh thu từ thị trường này sẽ chiếm 15% tổng doanh thu của GC Food trong năm 2025. Hiệp hội Dừa Việt Nam dự kiến trong năm nay việc xuất cảng dừa tươi sang Trung Quốc sẽ đạt 250 triệu đô la, chiếm 25% tổng giá trị xuất cảng toàn ngành. Đó là cái uh, xuất cảng dừa của Việt Nam có triển vọng rất là nhiều. Cũng liên quan đến Việt Nam thì chúng ta biết là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa đi dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN cũng như là hội nghị thượng đỉnh giữa ASEAN và Trung Quốc. Thì năm nay ASEAN lại không đưa được bản tuyên bố chung Cũng giống như trước đây Hồi Cambodia làm chủ tịch Luân Phiên á à, Hai lần họ không đưa ra, đưa ra được Bởi vì hồi đó Trung Quốc ngăn chặn Thì kỳ này phía Mỹ tố cáo là Nga và Trung Quốc Đã chặn một bản dự thảo tuyên bố chung Của tổ chức ASEAN Mà lý do là đụng chạm đến vấn đề tranh chấp Biển Đông Thì hôm hội nghị này kết thúc Các phái đoàn dự hội nghị lục tục ra về Thì một quan chức Mỹ mới tiết lộ là ngày thứ Bảy 12 tháng 10 Cho hãng tin Reuters biết chuyện đáng sửng sốt như vậy nằm sau một hội nghị quốc tế à, chuyện hội nghị vào ngày kết thúc cuộc họp thường thường thứ bị họ đưa tuyên bố chung nhưng mà như tôi nói trước đây ở Campodia cũng đã từng có chuyện xảy ra là không đưa được tuyên bố chung thì kỳ này cuộc họp được tổ chức tại thủ đô Viên Chăn của Lào và có bị áp lực từ Nga và Trung Quốc bởi vì Nga và Trung Quốc chống đối thì trong đó có đề cập đến chuyện tranh chấp chủ quyền biển đảo tại biển Đông giữa Trung Quốc và một số nước phía Nam gồm Malaysia, Indonesia, Brunei và đặc biệt là Việt Nam, Philippines là hai cái nước mà trực tiếp um, tranh chấp với Trung Quốc. Chúng ta biết là trong thời gian qua Trung, Trung Quốc đã có nhiều cái hành động ngang ngược. Ví dụ đâm lủng tàu của Philippines, xịt vào rồng tàu Philippines rồi qua khỏa tàu Philippines hành hung. Và mới đây ngày 29 tháng 9 thì Trung Quốc là hành hung và cướp của ngư dân Việt Nam nữa. Đó. Thành ra bên phía này, bên phía mà các nước ASEAN không có lên tiếng thì trong cái lúc mà họp tại dinh uh, tranh đó, ngay cả tổng thống Ferdinand Marcos Jr. của Philippines cũng lên tiếng là các quốc gia Đông Nam Á nên lên tiếng và không nên làm lơ trước hành động uh, hung hãn và bất hợp pháp của các cường quốc bên ngoài ngoài đối với một quốc gia thành viên đó là cái lời kêu gọi của ông Ferdinand Marcos Jr. tổng thống của Philippines nhưng mà chưa thấy nước nào uh, lên tiếng cả thì trở lại với cái bản dự thảo này thì uh, họ có đưa ra bản dự thảo thì theo cái nhà ngoại giao của Mỹ cho biết là ASEAN giới thiệu bản dự thảo và bản là bản cuối cùng và cho hay là trên căn bản chấp nhận toàn bộ bản này hoặc bỏ nó đi chứ không thể bớt gì nữa vì đã được cả khối ASEAN họp vào bàn xong tức là gì cái bản dự thảo đưa ra nó giống như bản ngân sách của Mỹ vậy đó tức là một là bác bỏ hết hai là chấp nhận thì không được sửa đổi à kẹt cái chỗ đó Thành ra chỉ cần một cái điều khoản nào trong đó mà Trung Quốc Nga không đồng ý là họ có thể kêu nước chủ nhà Lào hủy bỏ đó. Thì theo hãng Reuters thuật lại là Hoa Kỳ, Nhật, Úc, Nam Hàn, Ấn Độ cho hai họ ủng hộ bản dự thảo tuyên bố đó. Nhưng các viên chức cho biết thêm là người Nga và người Trung Quốc nói họ không thể và không chấp nhận đưa bản tuyên bố đó ra đọc. Đó là đại diện của Nga tham dự hội nghị kỳ này là Ngoại trưởng Sergei Lavrov còn bên phía của Trung Quốc là ông Thủ tướng Lý Cường Cái người mà sau khi họp hội nghị ở tại Viễn Trân Đã sang thăm Việt Nam 3 ngày và vừa mới rời đi đó. Thì đó là cái tình hình mà chúng ta thấy rằng là bây giờ Trung Quốc Họ vẫn có cái ảnh hưởng trong các nước trong ASEAN Đặc biệt ba quốc gia Cambodia, Lào và Miến Điện Là ba cái nước mà gần họ và nhận cái sự viện trợ họ nhiều nhất cho nên mỗi khi mà đưa ra bản tuyên bố nào mà đụng chạm đến quyền lợi của Trung Quốc thì coi như Trung Quốc và cái này có thêm Nga nữa ngăn chặn. Trở lại với Hoa Kỳ thưa quý vị À, nhân viên FEMA, tức là cơ quan quản trị tình trạng khẩn cấp ở tại tiểu bang North Carolina hôm nay cho biết là họ đã phải tạm ngừng hoạt động vì bị đe dọa giết nhân viên của họ à, và những người đe dọa là những người dân quân. À, họ đe dọa rằng là họ sẽ giết những nhân viên này. Thì theo tờ báo Washington Post tường thuật đó, FEMA đã kêu gọi là các cái nhân viên của họ ở tại Rutherford County là chuẩn bị để mà rút lui ngay lập tức vào hôm thứ bảy vừa rồi bởi vì họ nhận được cái email của một giới chức mà coi như quản trị rừng của uh, mỹ đó, cho biết đó là có những người là định giết những người đe dọa giết nhân viên Phi Ma và trong cái email này uh, cái uh, gọi là lực lượng vệ binh quốc gia là họ cho biết là họ cũng biết cái nhóm này cái nhóm mà coi như là hăm dọa Phima thì chúng ta biết rồi đó là trong thời gian qua vì những cái tin mà gọi là bịa đặt của ông Donald Trump cũng như đảng cộng hòa một số dân cử đảng cộng hòa đâm ra người ta không tin vào nhân viên Fima nó đặc biệt cái câu mà ông Trump nói rằng là Fima uh, lấy tiền của những người mà nhận nhân báo lụt đưa cho dien pháp đâm ra người ta nổi giận và bây giờ những cái nhóm dân quân họ ham dọa khi mà nhân viên Fima đi đến những cái vùng hẻo lánh ấy chút trợ giúp là có thể bị giết. Đó. Thì đó là câu chuyện như vậy. Thành ra ngày hôm nay Fima cho biết là họ tạm ngừng họ không uh, có hoạt động một cái cao ti nữa nhưng mà đến chiều ngày hôm nay thì người ta đã bắt được à, bắt được nghi can này rồi à, cái nghi can mà đe dọa phima uh, cái người đàn ông này tiểu bang North Carolina đã bị bắt đó vì, vì ông này đe dọa nhân viên phima ông này tên là william jacob Parson 44 tuổi đã bị bắt và bị truy tố là có vũ khí cũng như đưa ra những cái lời đe dọa mang tính khủng bố ở trên trên mạng cái này nó chỉ là tội, tội tiểu hình nó không phải là đại hình đó nhưng mà coi như bị bắt thì sáng ngày hôm nay cảnh sát trưởng Jamie Kipfer ở tại county này đã đưa ra thì ông cảnh sát trưởng cho biết là ông Parson có vũ khí trong đó là bao gồm một khẩu súng ngắn và một cây súng trường đó. và văn phòng uh, của cảnh sát ở đây đang điều tra ông này và ông này đã bị bắt vì thế ông là ông này uh, Bây giờ ông này coi như được thả tạm thời thả với số tiền bon là 10.000 đô la, tức là ông đóng 1.000 đô thôi. Rồi ông tạm thời được thả và chờ ngày ra tòa. Trở lại với California hôm tuần trước tôi đưa tin quý vị là thượng viện tiểu bang này đã thông qua cái luật kiểm soát giá dầu, xăng dầu và cuối tuần vừa rồi đã được hạ viện thông qua và ngày hôm nay thống đốc Gavin Newsom đã ký ban hành cái đạo luật này, đạo luật tên là ABX21. Tức là cho chính quyền tiểu bang có cái quyền là yêu cầu và kiểm soát các cái nhà máy lọc dầu ở California thời điểm nào các anh lọc dầu thời điểm nào các anh sửa chữa máy lọc dầu các anh phải cho biết và các anh phải có cái dầu để dự trữ chứ không phải lúc mà anh sửa máy lọc dầu anh không có đủ dầu không đủ xăng bán cho người ta thì giá xăng nó lên thì đây là một cái quyết định mới nhất của ông Gavin Newsom ngày hôm nay và trong cái buổi ký cái luật này ông Newsom nói như vậy là trong thời gian qua các công ty dầu hỏa đã kiếm tiền quá nhiều một cách không thể tưởng tượng được bởi vì đó là cách mà họ có thể kiếm được đó. thành ra họ đã coi như làm hại người dân california trong nhiều năm từ năm này qua năm khác và ngày hôm nay thì tôi chúng tôi ký ban hành cái luật này để mà ngăn chặn và chấm dứt cái tình trạng đó cũng liên quan đến ông Gavin Newsom thưa quý vị trong thứ bảy vừa rồi cựu tổng thống Donald Trump vận động tranh cử của chỉ Valley tại Riverside County thì người biết là đã có cái vụ một ông mang súng như thế vân 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 nhưng mà trong cuộc vận động tranh cử này thì ông Donald Trump đã đe dọa là ông Gavin Newsom nếu mà không nghe lời cái sách của ông thì ông sẽ coi như nếu lên làm tổng thống ông sẽ không cung cấp tiền để mà chữa cháy rừng cũng như đề phòng cháy rừng cho California đó là lời đe dọa của ông Trump thì ta biết cái đe dọa của ông Trump thì không có gì mới cả À, ông đến ngay tiểu bang vàng và ông đe dọa cái đó đối với thống đốc Gavin Newsom hồi năm 2018 ông đã từng làm cái chuyện đó khi mà California bị cháy rừng thì ông bảo là tạm quy không quét lá. rồi sau đó ông đi qua ông thị sát cùng với thống đốc uh, Jerry Brown và thống đốc đắc cử uh, Gavin Newsom thì ông mới đi về ông bảo không cái bọn này là cái bọn mà, mà, mà dân chủ sau chủ nghĩa không bao giờ bầu cho tôi thành ra thôi tôi không cung cấp tiền nữa nhưng mà sau đó thì nhân viên của ông bảo Thưa ngài ơi ở trong California nó có cử tri ở Orange County là cái nơi mà bầu cho ông đó Đây là những người Cộng Hòa cuối cùng bầu cho ông Ông mà làm vậy chết tội nghiệp cho họ Thế là cuối cùng Trump ông ấy là nhà tiền ra cho California Nhưng kỳ này thì chắc là ông biết ông cũng thua California rồi Thành ra ông hâm dọa là coi như ông sẽ ngưng không có đưa tiền nếu mà ông lên làm tổng thống Thì cái này nó giống như ông tuần trước ông đe dọa những người nào mà bỏ phiếu cho bà Kamala hết là coi chừng có thể bị truy tố luôn thế kỳ này có thể ông làm cái chuyện đó ông đe dọa về với hy vọng là một số cử tri california sợ quá nhất là những nhà mà ở gần rừng phải bỏ phiếu trong biết ông thắng thì sao bởi vì trong tuần vừa qua quý vị biết ông đến hai cái xào huyệt của đảng dân chủ thứ nhất là hôm thứ sáu ông đến tiểu bang colorado và đến thành phố aurora vận à, động tranh cử mặc dù ở đây ông chả thể nào ông thắng được hết đó. thứ nhì là ông đến của chola valley là của california mặc dù cái vùng đó là vùng cộng hòa nhưng mà ông không thể nào lấy phiếu mà lấy phiếu đó không đủ thắng California đó thành ra bây giờ là chúng tôi chơi luôn chúng tôi đe dọa luôn là để cho quý vị phải bầu chúng tôi biết đâu ông lấy ông thắng cái này ông thắng California và Colorado không thể biết được thì đó là những tin đáng chú ý trong phần điểm tin trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi sẽ hẹn ghi vào nhìn sau